Từ sau khi cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, nhiều người dân đã đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy, dẫn đến vô tình khiến mặt hàng này bán chạy mấy ngày qua, nhưng mỗi nơi một giá và chào bán kiểu lập lờ, gây hiểu lầm cho người mua. Dọc các tuyến đường 3 tháng 2, Lý Thái Tổ, xa lộ Hà Nội, đoạn vừa đổ dốc cầu Sài Gòn theo hướng về quận Thủ Đức, phường An Phú, quận 2. Đoạn đường chưa đầy 300m nhưng dày đặc điểm bán bảo hiểm xe máy bên lề đường. Hầu hết các điểm bán bảo hiểm đều treo bảng với dòng chữ lớn, quảng cáo bán bảo hiểm xe máy hai người ngồi với giá rất rẻ, chỉ 10.000 đồng một năm. Ghé vào một điểm bán bảo hiểm xe máy trên đường 3 tháng 2, người bán bảo hiểm này cho hay những ngày qua lượng khách đến mua bảo hiểm xe máy khá nhiều, chủ yếu là để tránh cảnh sát giao thông. Dù một số điểm bán bảo hiểm xe máy đều treo bảng thông tin bảo hiểm cho người ngồi giá 10.000 đồng, nhưng khi khách vào, người bán rất ít khi giải thích rõ loại nào có giá trị pháp lý khi cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình, loại nào tự nguyện. Thậm chí có những điểm bán chỉ treo biển với dòng chữ lớn, bảo hiểm xe máy 10.000 đồng một năm, còn chữ cho người ngồi lại viết rất nhỏ, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là bảo hiểm bắt buộc mà cảnh sát giao thông yêu cầu. Hiện tại nhiều người kéo nhau tìm mua bảo hiểm xe máy để đối phó với cảnh sát giao thông. Khi hỏi về quyền lợi, lợi ích của bảo hiểm xe máy, hầu hết người dân đều không nắm rõ. Mình cứ bán ngoài đường thì chú thấy đường bán 10.000, mình đâu có nghĩ bảo hiểm gì mà rẻ vậy mà 10.000. Đó là sao mà xài được. Có mua mắm mua hôm qua luôn nè. Giờ dự trụ cho công an thôi chứ bây giờ nói về tai nạn là chuyện đó là chuyện xa vời rồi. Thì đúng là người dân mua, tại vì nhà nước là bắt buộc người dân mua thì người dân mua để đối phó. Đối với những cái xe như là xe mới, xe SH, xe những cái xe mà đắt tiền thì công an sẽ thường xuyên là thổi những xe đó lại để mà kiểm tra giấy tờ. Đối với những xe mà giá trị quá thấp thì người ta đâu có cần mua bảo hiểm làm cái gì. Trao đổi với phóng viên BLOTV, ông Võ Trần Duy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam, cho biết bảo hiểm xe máy bắt buộc có tên gọi đầy đủ là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy. Đây là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia giao thông tại Việt Nam, theo quy định tại thông tư số 22/2016/TT-BTC ra ngày 16 tháng 2 năm 2016. Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, người được bảo hiểm đã thanh toán phí, thì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra làm thiệt hại về tài sản hay tổn thất, thương tật về người, công ty bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường cho bên thứ ba tối đa số tiền theo hạn mức trách nhiệm đã được giao kết trên hợp đồng. Hiện nay, ở ngoài lề đường người ta hay bày bán là từ 10 đến 20 ngàn đồng. Thì không biết là cái việc người ta bán cái loại bảo hiểm đó thì có đúng theo quy định hay không? Và nếu như thực sự mà có thì khi gặp sự cố thì cái việc chi trả và bồi thường thì nó như thế nào? Thật ra ở đây nó sẽ có hai loại trường hợp xảy ra. Việc trường hợp thứ nhất đó là cái trường hợp tương đối là thông dụng, đó là thật ra như chúng ta có nói bạn á, cái mức phí 10.000 đồng thực chất là bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe. Thì về bản chất người tiêu dùng sẽ không được quyền mua bảo hiểm cho người ngồi trên xe một cách tách biệt, mà bắt buộc cái quyền lợi bảo hiểm đó phải đi cùng với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba bắt buộc. Do đó, thông thường thì đây là một hình thức tạm gọi là quảng cáo phi chính thức của các cái nhân viên hoặc là các cái đối tượng bán bảo hiểm. Thì họ đăng tải để thu hút cái thị hiếu dựa trên cái yếu tố giá rẻ để khách hàng họ quan tâm. Nhưng thực chất để mà thực sự mua cái gói bảo hiểm này thì cái mức tối thiểu mà người tiêu dùng phải bỏ ra nó phải là 76.000 đồng. Về luật thì Bộ Tài chính nghiêm cấm tất cả các hình thức khuyến mãi đối với bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc. Do đó tất cả các hình thức giảm giá, giảm phí, khuyến mãi đều không hợp lệ. Thông thường những cái trường hợp mà nếu họ bán, họ khai thác những cái bảo hiểm này một cách nghiêm túc và chính thống thì cái hình thức 10.000 đồng nó chỉ là hình thức quảng bá. Tôi cũng nhấn mạnh thêm đó là đối với lại luật kinh doanh bảo hiểm thì chỉ có những đại lý được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi các công ty bảo hiểm mới được quyền phân phối và khai thác sản phẩm bảo hiểm. Tất cả những đối tượng hiện nay đang bán hay khai thác những cái loại hình bảo hiểm như thế này trên đường phố mà chúng ta vẫn thường gặp, cái tính chứng thực và chính thức của những cái đại lý bảo hiểm này thật ra đang là một cái vấn đề đặt câu hỏi. Để trả lời một cách cụ thể hơn là nếu
chúng ta nhìn thấy cái mức bảo hiểm 10.000 đồng hoặc có một số thời gian đó là mức bảo hiểm 15.000 đồng vẫn có khả năng là khách hàng sẽ không được nhận quyền lợi bảo hiểm vì cái hợp đồng bảo hiểm đó không có hiệu lực. Cái thực tế là cái rủi ro sẽ nằm ở phía khách hàng là cái người chi trả cho một cái bảo hiểm mà mình đã không nhận thức được cái quyền lợi cũng như là cái tính hiệu lực của bảo hiểm. Vì vậy, để không bị nhầm lẫn hoặc bị lừa khi mua bảo hiểm xe máy, người dân nên đến các đại lý phân phối, trụ sở các công ty bảo hiểm chính hãng để mua bảo hiểm hoặc có thể mua trực tuyến. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.